hơn. Mình học lớp 3-4 trường tiểu học Trương Định. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nước cam. Đây là những nguyên liệu của mình: ly, bắp cam và ga là 2 quả cam. Thì trước tiên chúng ta sẽ rửa ly. Xong rồi thì mình sẽ lấy da để cắt cam. Cái cuối cùng xong rồi, đây là ly cam của mình. Xong rồi thì bây giờ mình sẽ thưởng thức nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Bye.